Gia đình Adam là một bộ phim dễ thương nhưng để thương thì không hề dễ, cùng với bài học thú vị về vẻ bề ngoài và tình cảm bà con lối xóm. Nếu là fan của thể loại hoạt hình kinh dị thì bạn không nên bỏ qua bộ phim này. Mặc dù mang yếu tố giật gân, nhưng nhìn chung đây là một bộ phim khá dễ thương và hài hước, chứ không hề đáng sợ. Mình tin chắc rằng Gia đình quái dị này sẽ mang đến cho các bạn những tiếng cười sảng khoái với sự lầy lội đến từ thành viên nhà Adam. Mở đầu bộ phim là cảnh Morty kia đánh mắt bằng tro của mẹ và đánh má hồng bằng cốt của cha. Sau đó đeo khuyên tai và cầm bó hoa nhưng không có hoa. Cô ta đi đến đâu là người dân kinh hoàng đóng cửa tới đó. Đứng trước sự xa lánh đó, Morty kia chẳng hề quan tâm tiến về phía đám người đang mặc lễ phục. Thì ra hôm nay là đám cưới của Morty kia. Gomez chú rể tương lai đang đứng chờ cô ở đó say đắm nhìn cô. Ngay sau đó Gomez tìm khắp người nhưng không thấy chiếc nhẫn đâu. Một bàn tay tên thinh nho nhỏ xòe ra chiếc nhẫn ruby đỏ cho Gomez. Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa cái lọ cái chai. Ông lão chủ trì chúc mừng đôi trẻ nên duyên vợ chồng dắt tay nhau đi vào nấm mồ hôn nhân vĩnh viễn. Sau đó tất cả cụng ly chúc mừng. Sắp tới đoạn cô dâu chú rể hôn nhau nồng thắm thì đám người giận dữ cầm hung khí đi tới xua đuổi họ rời khỏi đây. Ông chủ trì vội vã tuyên bố nốt câu chúng mày đã nên duyên vợ chồng rồi mau té thôi, rồi không nhanh mà chạy còn ở đó mà hôn với hít hai người khiêu vũ rồi hôn nhau. Đại gia đình Adam chạy tới cây cầu treo để trốn khỏi đám người giận dữ phía sau, nhưng ở bên kia một đám người đã bắn phá làm đứt cây cầu. Gia đình Adam không còn đường lui liền rút kiếm khô máu. Hai bên tả xung hữu đột nhưng đám người nhanh chóng bị đứt chun quần. Giặc đến nhà bà già cũng đánh, bà già đằng sau yểm trợ chặn đầu cho hai đứa chạy trước. Ông Buck Fester cõng hai người họ lên lưng rồi trèo lên vách núi. Morty kia không hiểu nhà Adam có làm gì đâu mà đám dân làng giận dữ thế vậy. Gomez nói bọn họ đã an toàn bên nhau đó mới là điều quan trọng, hãy tìm một túp lều tranh tránh xa đám người thường đó. Cả hai đi đến New Jersey, Gomez đắm đuối hôn tay vợ và khen tay cô lạnh như cá chết, thì ra ông ta đang hôn cá chết thật. Morty kia buồn bã nhìn ra cửa sổ, cô nói đâu có thể chạy trốn mãi được, cô muốn có nhà, muốn đàn con của mình sống trong yên bình. Gomez lấy cả tính mạng ra thề lời ước của Morty kia sẽ biến nó thành hiện thực. Chiếc xe đang đi thì đâm ngay vào thứ gì đó, đâm trúng người mà hai vợ chồng cảm thấy vui ghê. Có người nằm đó và bị buộc như cái bao tải, thì ra anh ta đến từ bệnh viện cho phạm nhân mắc bệnh tâm thần. Morty kia liền chỉ cho Gomez nhìn thấy một tòa lâu đài ở phía bên kia đồi, trại thương điên này có thể giúp cả hai ngủ qua đêm. Bất ngờ người bị đâm tỉnh lại gầm rú, Gomez tiện tay đưa hai cái vali vào tay hắn, từ nay mày sẽ làm đầy tớ của tao. Cuối cùng họ đã đến ngôi nhà đó, đây là một nhà thương điên đã bị bỏ hoang và phong tỏa. Bọn họ bước vào ngôi nhà lạnh lẽo chỉ có đám chuột chạy xung quanh, còn có hiện trường của một nạn nhân, bức tường còn chảy ra máu. Bất ngờ có một giọng nói quỷ dị nói họ hãy biến khỏi đây. Cả hai nghe vậy nắm lấy tay nhau cùng đồng thanh máy ấm trong mơ của họ đây rồi. Thoát một cái đã 13 năm trôi qua, ngoài trời mưa rông tầm tã nhưng đối với Morty kia thì đó là ngày đẹp trời. Ngôi nhà cáu kỉnh này dường như có linh hồn trong nó. Morty kia pha cà phê đổ xuống bồn cầu cho ngôi nhà giúp nó dịu sự nóng giận đi. Giờ đây lô kẻ bị đâm ngày đó đã trở thành quản gia cho gia đình. Mỗi sáng lô đều quét dọn ngôi nhà nhưng mà tôi thấy lạ lắm. Thinh thì đang bận ngắm gái trên mạng thì bị Morty kia bắt gặp, nó giật mình đóng ngay cái laptop rồi chạy đi gọi lũ trẻ dậy. Một bóng đen len lỏi vào phòng của đứa em Paxley đang ngủ nướng, còn bên kia cô chị Tư nằm ngủ ngon lành dưới máy chém. Cái cây Ichabode kéo hai đứa trẻ ra ngoài vắt vẻo giữa không trung, đây là cách báo thức của cái cây dành cho hai đứa trẻ. Nghe thấy tiếng chuông leng keng của xe đạp bé Tư ngó ra ngoài, ở sau màn sương mù là một cô bé đang đạp xe tên Parker. Bé Tư muốn gặp đứa trẻ đi xe đạp, nhưng kéo kẹt của cánh cửa con bé đã ba hồn bảy vía chạy mất. Phía bên này Gomez đang tìm kiếm cậu con trai Paxley, bất ngờ cậu con trai cưỡi trên quả tên lửa lao ra suýt đâm trúng, may mà ông né được. Sau đó là một pha né nhà bay thẳng lên trời, rồi một pha tự hủy đến từ Paxley. Thấy vậy ông bố nở nụ cười khen nấy khen để đúng là con trai của ta. Tiếp đó cậu con trai Paxley từ trong vụ nổ lao ra liên tiếp bắn đạn về phía cha mình, đẻ thằng con đáng đồng tiền bát gạo ghê, biết vậy luộc trứng ăn cho rồi. Sau đó Gomez phản đêm bằng một pha vụt gậy khiến viên đạn bay ngược về phía cậu con trai nổ tung. Gomez trách móc con trai tại sao không tập luyện đao pháp, màn đao vũ Mazurka chỉ còn 2 tuần mà cậu chưa tập tành gì. Đao vũ Mazurka là ngày quan trọng nhất trong đời một thanh niên, để công nhận cậu là người nhà Adam. Ngày đó tất cả gia đình quây quần bên cậu để khẩu nghiệp về giá trị con người, của cậu. Nhưng thằng con chê ông bố thời nào rồi con đao kiếm, cứ lôi súng đạn ra thì địch nó chạy hết. Chất nổ không có trong lễ Mazurka truyền thống, rồi ông bắt cậu bé đưa hết ra những thứ vũ khí cậu đang giữ, mặc dù nó cũng không nhiều lắm. Ông muốn cậu học đao vũ là vì 13 năm gia đình chưa quây quần với nhau, và họ sẽ tới đây từ mọi miền thế giới để gặp cậu trong ngày đặc biệt ấy. Paxley đành nghe theo lời cha. Cả nhà Adam đang dùng bữa sáng thì ông Buck Fester từ ngoài bay vào trong bằng cửa sổ. Sau đó Gomez cùng Fester có một màn chào hỏi nhau khá là thân ái. Gomez nhờ Fester tới sớm trước 2 tuần để huấn luyện cho con trai tập Mazurka. Morty kia lo lắng khách đông như vậy thì ngủ ở đâu khi nhà mình không đủ phòng. Gomez nói vợ cứ yên tâm khách khứa cho ra nghĩa địa ngủ hết. Bé Tư thắc mắc với mọi người rằng sau lớp sương mù là gì,
cô đã nghe thấy những tiếng động lạ và muốn điều tra nó. Cả nhà chỉ nói rằng ở đó chẳng có gì ngoài sự nhàm chán. Bé Tư nghĩ biết đâu ở ngoài đó là những sự rùng rợn. Ủa rồi cái nhà bé chưa đủ rùng rợn hay sao mà thắc mắc. Bác Fester có thể đi mọi nơi bác muốn, nhưng nó vẫn có một số giới hạn đó bé à. Morty kia nói lớn lên con có thể đi bất cứ đâu con muốn, nhưng hiện tại thì đây là nơi an toàn nhất cho con. Bé Tư không hỏi gì thêm nữa và cùng bạch tuộc Socrates bỏ đi. Bên này Margot đang quảng cáo cho một khu dân cư đang mở bán nhà có tên là khu đồng hóa. Chỗ này được xây với chỉ tiêu thứ gì cũng phải xanh hồng dễ thương, với cô em tóc vàng Thảo Mai, số 1 làm nghề có đất. Thì ra Parker là con gái của Margot. Nó đến nói với mẹ về dinh thự rất ghê ở trên đồi, nhưng cô chỉ có thời gian để phân lô bán nền chứ không quan tâm đến lời con gái. Một ngôi nhà quỷ dị như thế ở khu đồng hóa là không thể nào. Bên phía trại tâm thần nhà Adam, Pugsley đang chuẩn bị làm một cú nhắm đích nhưng đã bị cô chị Tư của nó phá đám, khiến mũi tên lại bắn trúng ông Buckfester. Chị Tư nói lễ Mazurka sắp đến và em chưa sẵn sàng. Cô nói sẽ giúp Pugsley làm điều đó bởi em là em của chị và chị thương em. Thằng em đồng ý, nhưng bằng cách nào? Chị Tư chỉ nhẹ nhàng nói thấy cái hố đằng kia không và hãy đứng cạnh nó, rồi tính chôn thằng nhỏ luôn hay gì. Bỗng quả bóng bay từ đâu bay tới. Sau khi chôn thằng em xong, chị Tư bước vào tay cầm quả bóng đỏ. Morty kia còn thấy trên áo bé Tư còn dính mảnh giấy nhỏ màu hồng. Cả ba người bước ra ngoài thì thấy những mẩu giấy sắc sỡ bay đầy trời. Chú bé đần Pugsley cũng chui từ dưới đất lên và tò mò về chỗ giấy bay này. Làn sương mờ bắt đầu tan dần để lộ ra một thị trấn. Vomet đề nghị sẽ xuống đó và giới thiệu về nhà mình. Phía bên này có đất Margot vẫn đang quay quảng cáo. Sau khi vén tấm rèm ngắm view triệu đô thì mọi người hết hồn. Margot nhìn ra thì đã thấy ngọn đồi xuất hiện biệt thự kỳ quái. Gia đình Gomez đi ô tô kéo nhau xuống phố thị sát tình hình. Mọi thứ giờ đây lạ lẫm với họ, không còn bị con người cầm dao dĩa đuổi nữa. Pugsley thấy bát nước liền làm ngụ, nhưng Gomez nhắc khéo uống vừa thôi, có người cũng đang đứng chờ để uống. Gomez muốn thử cà phê của con người, trong khi đó Morty kia sẽ ra quảng trường trước. Gomez bước vào khiến ai cũng sợ hãi vì vẻ bề ngoài. Ông muốn thử một loại nước uống nào mạnh hơn vị cà phê. Chốt hạ, Gomez bước ra ngoài với một bát bã cà phê ăn ngon hết sảy. Morty kia bị tiếng nhảy múa từ quảng trường thu hút, cả năm người kéo nhau đến chỗ đám trẻ loài người đang nhảy múa. Fester thấy thứ tiếng này thật kinh khủng, Gomez nói đó là âm nhạc và họ đang hát để chào đón chúng ta với thứ nhạc truyền thống. Fester nghe vậy cũng muốn đáp lễ, liền ra làm một bài mà nghe như đấm vào tai, sau đó là một màn bung lụa với những con rơi khiến cho mọi người sợ chạy tán loạn. Khi gia đình họ định ra về thì Margot tới chào hỏi rất nhiệt tình, Gomez cũng ra chào hỏi và giới thiệu ra phả nhà mình cho cô nghe. Margot đề xuất với nhà Gomez cơ hội ngàn năm có một, quý vị có muốn thiết kế lại nội thất trang trí nhà miễn phí không? Morty kia đồng ý và họ hẹn nhau sáng ngày mai sẽ tới. Tại biệt thự, chú Fester mang chiếc vali bên trong có chứa thanh đao của gia đình Adam. Suốt 300 năm họ đã khiêu vũ lễ Mazurka với thanh đao này, nhưng chỉ khi nào con cho thấy đã sẵn sàng thì mới có thể sử dụng nó, còn hiện giờ cứ chơi với cái kiếm nhựa này đã. Gomez đã từng là kiếm sĩ tài ba nhất trong lịch sử nhà Adam, sau đó chú Fester mở cuốn sổ với những chiêu thức khi dùng kiếm. Phía bên này, đám người của Margot đã tới biệt thự nhà Adam, trong đó có cô bé Parker. Con bé còn live nói rằng 30 phút nữa mà live tắt thì hãy gọi hỗ trợ đến cứu họ. Loza mở cửa khiến đám quay phim rén ngang, đang muốn quay xe thì đã bị Kitty chặn đầu và lùa cả đám vào trong căn nhà. Margot bắt đầu đi tham quan căn nhà, cô đụng vào chân nến trên tường khiến anh thu âm bị rơi vào một căn phòng bí mật. Sau đó họ xuống căn hầm than thở thì thấy một cái hố không đáy. Mọi người còn đang băn khoăn làm sao để đi qua thì bỗng trong người Morty kia chui ra một đàn nhện, chúng tạo thành một chiếc cầu cho tất cả đi qua. Sau khi đi khắp ngôi nhà làm này làm kia và cũng mấy phen hết hồn con chồn với đống đồ vật quỷ dị trong nhà Adam, Margot sắn tay xịt sơn vào những thứ mà cô ta cho rằng cần bỏ đi, nhìn lại thì bỏ hết đồ trong nhà người ta rồi còn đâu. Morty kia tức giận nhưng vẫn lịch sự từ chối việc tu sửa nhà theo thẩm mỹ của cô. Bên này Parker đang lủi thủi chơi điện thoại một mình thì bé Tư trên nhánh cây phá đám. Bé Tư thắc mắc làm cách nào mà trong chiếc hộp đó lại chứa được nhiều người như thế, trong khi chiếc gương của bé Tư chỉ chứa được 14 linh hồn. Parker nói rằng đó là chiếc điện thoại, cô không có điện thoại để chơi hay sao? Bé Tư chỉ nói rằng cô chỉ có chiếc nỏ này để dùng, sau đó bắn lia lịa lên trời, bắn phát nào trúng công chú Fester phát đó. Parker nói chuyện trường lớp khi đám con gái luôn ganh tị nhau rồi quay lưng với nhau hết. Bé Tư thì không biết trường lớp lại nhiều tới vậy, trong khi ở đây bé Tư chỉ học trong chuồng và hôm nay bé Tư cúp chuồng đi chơi. Cả hai phóng viên bị lô sách ra vứt ngoài cửa, họ thấy còn thiếu mic nữa, nhưng căn nhà hét xua đuổi khiến cả hai không còn mít với sầu gì hết. Gomez tiễn Margot ra ngoài với vẻ mặt hiền hậu, nhưng sau cùng Gomez cầm chiếc đinh ba lao về khiến cả đám chạy tụt quần. Dù không thuyết phục được nhà Adam nhưng Margot vẫn đang toan tính một việc gì đó. Gomez với vợ đang bàn bạc về việc đưa cả gia phả đến đây, ở thì bé Tư lù lù xuất hiện khiến ông hú hồn. Bé Tư nói đã gặp Parker và được nghe nói đến trường cấp 2 nơi mà bất cứ ai đủ tuổi có thể đến đó học. Bé Tư trách mẹ nỡ lòng nào cướp đi cơ hội để nó hành hạ đám bạn bè cùng tuổi, mẹ nó cãi không được đành đồng ý. Ngày đầu tiên đi học, bé Tư đã được chứng kiến một vụ bắt nạt học đường và người bị bắt nạt là Parker.
Người bắt nạt là Bethany, một bad girl chính hiệu. Cô nhét chiếc bánh thiêu và đổ nước vào chiếc cặp của Parker. Nhìn thấy bạn mình như thế đã khiến bé Tư phải ra tay. Cô bé nói rằng tôi không bị nhốt ở đây với cậu, mà là ngược lại, cậu bị nhốt ở đây là xong với tôi rồi. Thần thái lạnh hơn tiền của bé Tư đã khiến Bethany hơi rén, sau đó rơi đi. Parker nói rằng không thể làm gì đâu vì Bethany quá nổi tiếng, nhưng đối với bé Tư thì danh tiếng chỉ là phù du. Bé Tư cầm chiếc bánh thiêu lên cắn một miếng, nói rằng sẽ thiết lập quyền lực. Trong buổi sinh học cả lớp được học mổ ếch, nhưng ngược lại với kiến thức thì bé Tư lại chế tạo ra một cỗ máy. Sau đó Parker khởi động nguồn điện khiến bóng đèn trong lớp phát nổ hết. Sau đó một tia điện phóng vào những con ếch trên bàn mổ, bất ngờ thay đàn ếch có thể sống lại. Bé Tư chỉ tay cho bọn chúng bám theo và tấn công Bethany, cả lớp sợ hãi chạy tán loạn ra khỏi trường. Ba đứa bạn thấy vậy thì khen bé Tư ngầu vãi trưởng, hai đứa còn cảm thấy vinh dự khi được xem bé Tư làm việc. Phía bên này Mago lên mạng xã hội và dùng những lời lẽ để thao túng tâm lý người dân đồng hóa. Họ bắt đầu nghi ngờ về gia đình Adam, đặt ra những câu hỏi. Mago cảm thấy mãn nguyện vì điều đó. Ở nhà Morty kia đang rất lo lắng. Gomez nói rằng cô cứ yên tâm, con bé không sao đâu. Nhưng Morty kia nói lo lắng cho lũ trẻ bất hạnh phải học cùng bé Tư. Đột nhiên bà nội từ trong ống khói rơi xuống. Morty kia thắc mắc tại sao bà nội lại đến sớm trước lễ Mazurka 2 tuần. Thì ra Gomez đã nhờ bà đến sớm vì thấy vợ mình phải làm nhất nhiều việc. Không những thế bà còn tặng cho thằng cháu rất nhiều tiền từ việc cướp của băng cướp Somali. Đúng lúc này thì bé Tư về nhà với một cái kẹp tóc loè loẹt trên đầu. Cô bé có vẻ thất vọng vì mẹ mình đã giấu rất nhiều thứ mà mình có thể biết. Con bé bắt đầu có dấu hiệu bướng bỉnh của tuổi dậy thì, Morty kia cũng không phải ngoại lệ. Morty kia lên lầu tâm sự với con bé, muốn dẫn cô bé đi uống trà và gọi hồn trong nghĩa trang cho khuây khỏa. Bé Tư trả lời cho qua rồi tắt điện đi ngủ. Hôm sau bé Tư đến nhà Parker chơi. Parker dùng app chỉnh ảnh mà chỉnh cái nào thì bé Tư cũng chỉ có màu đen trắng. Parker hỏi về chiếc kẹp tóc hôm qua có khiến mọi người bất ngờ không, nhưng bé Tư chỉ nói mẹ mình phản ứng bất ngờ thôi chứ cả nhà đều bình thường. Bé Tư thừa nhận đi khắp mọi nơi với mọi thứ loè loẹt và quái đản khiến cô bé sốc, mà lại vui đến vậy. Morty kia rầu rĩ vì con gái mình đã không đến uống trà như đã hẹn, cô đành gọi cho ông bà ngoại để tâm sự. Morty kia nghĩ con bé đang tạo khoảng cách với mình. Bố cô nhắc lại ngày trẻ Morty kia cũng đã từng như vậy, cô đã từng bỏ đi để tham gia cắm trại hội nữ sinh, bố mẹ cô rất lo cô sẽ lầm đường lạc lối. Nhưng khi cô nhận ra rằng lửa trại là dùng để nướng kẹo dẻo, chứ không nướng thứ khác thì cô thấy chán và bỏ về. Bố mẹ cảm thấy nhẹ nhõm hơn và hãy làm vậy với bé Tư. Phía bên này chú và bố của Paxley đang dạy cậu múa kiếm mà nhìn khuôn mặt thì có vẻ không ổn. Gomez cổ vũ cho cậu và nói lô lên nhạc. Paxley lấy lại tinh thần một lần nữa múa lại, nhưng múa phát nào là muốn chết người phát ấy, cuối cùng làm chiếc đàn sập xuống khiến lô chỉ biết nuốt nước mắt. Gomez khen con trai đã tập rất tốt và cho phép cậu có thể đi tắm để nghỉ ngơi. Paxley vui vẻ chạy ra ngoài. Vừa đi được một lát thì ông già và chú kêu lên thảm họa, đây đúng là trò hề trước mặt tất cả mọi người. Fester khuyên em trai hãy bình tĩnh, vẫn còn một ngày để sẵn sàng. Gomez nghĩ kể cả một năm cũng không thể làm được. Gomez nghĩ mình đã thất bại giúp Paxley có thể làm người nhà Adam, họ sẽ ăn tươi nuốt sống nó mất. Những điều này đều bị Paxley nghe lén được, cậu buồn bã bỏ đi. Bé Tư lúc này đã đi chơi về khiến Morty kia nhìn thấy, thì hú hồn vì bộ váy hồng, cũng may là hình xăm vẫn còn. Morty kia trách bé Tư vì đi chơi với bạn mà bỏ cuộc hẹn với mình. Morty kia tức giận muốn bé Tư không đi học ở trường công nữa, mà từ giờ sẽ ở nhà. Bé Tư hớt tóc liếc một phát sắc như dao rồi bỏ lên phòng. Phía bên này Parker cũng thay đổi phong cách cho giống bé Tư, Mago thấy vậy thì đoán ngay là học theo con bé Tư. Mago cấm Parker sử dụng mạng xã hội và bắt cô bé lau chùi sạch sẽ khuôn mặt đi. Bên này Paxley vẫn đang tự học kiếm thì phát hiện ra cô chị đang muốn bỏ nhà đi. Paxley nói chị đi rồi thì ai sẽ hành hạ em mỗi ngày, sống dưới mái nhà này chính là sự hành hạ rồi em ạ. Cách duy nhất để được chấp nhận trong nhà này là phải giống hệt họ, và bé Tư không chơi theo luật này được. Ngày mai em sẽ trở thành đàn ông còn chị sẽ trở thành kẻ bỏ trốn. Bé Tư vừa đi thì Morty kia cũng vừa xuất hiện hỏi Paxley có nhìn thấy chị gái đâu không. Paxley muốn giấu giếm giúp chị bỏ trốn liền lấy chiếc đồng hồ ra thôi miên mẹ, nhưng thế quái nào đó lại tự thôi miên ngược lại mình liền khai ra hết. Morty kia nhìn ra cửa sổ thấy bé Tư đã rời đi nhưng cô không ngăn cản. Bé Tư đến nhà Parker và nói rằng mình sẽ ở đây một thời gian. Morty kia buồn bã nghĩ về đứa con gái ngày một rời xa mình. Paxley thì vẫn đang miệt mài học múa kiếm. Gomez thì vẫn lo lắng không thôi về chuyện của Paxley có sẵn sàng được hay không. Nhà Adam lại đón một vị khách, nhìn qua thì biết đại gia rồi, anh họ ít với bộ tóc mượt. Lúc này đại gia đình Adam bắt đầu tập trung và đi qua thị trấn đồng hóa. Tên phóng viên thấy vậy liền gọi điện báo ngay cho Mago. Bà ta liền nhắn tin cho tất cả thị trấn rằng nhà Adam đang định tấn công thị trấn vào tối nay. Tại quảng trường, Mago kích động mọi người đi phá hủy nhà Adam. Dưới lời nói thuyết phục của Mago, tất cả thị trấn đều đồng ý tấn công nhà Adam trước. Bé Tư và Parker đang tìm chiếc điện thoại của mình thì phát hiện ra căn phòng bí mật của Mago. Bên trong là những camera đang quay lại các tất xấu của người dân. Thì ra bà ta đều lắp đặt các camera giấu kín ở tất cả các căn nhà đã bán cho người dân. Đúng lúc này Mago bước vào phát hiện ra cả hai và nhốt cả hai vào căn phòng rồi đi cùng dân làng.
bé Tư không cho phép ai được hành hạ gia đình cô ngoài cô. Sau đó cô lấy chiếc kẹp tóc dễ dàng mở cánh cửa đi ra ngoài. Các vị khách đã đến đông đủ tham dự buổi tiệc ở nhà Adam, trong đó có một vị khách khá là có tiếng trong giang hồ, đó là dì Slum. Thấy thằng cháu đang múa kiếm dở tệ, Slum nhắc nhẹ Gomez truyền thống này không thể bị coi nhẹ. Gomez chỉ nói qua loa rằng đã huấn luyện thằng nhỏ rất tốt. Buổi tối bữa tiệc được tổ chức với các vị khách độc lạ bình nguyên vô tận, trong khi đó dì Slum chỉ quan tâm tới nghi lễ Mazurka. Gomez thấy Slum thúc giục như vậy đành tổ chức sự kiện khi thiếu vắng bé Tư, dì Slum cũng được ngồi ghế cấp cao trong buổi lễ. Nghi lễ được tiến hành theo các bước, trước tiên phải tập hét giọng đàn ông cái đã, sau đó là nghi thức mọc râu giống nhà Adam. Nghi lễ tiếp theo là dùng kiếm chém trụi râu đúng theo phong cách để rìa mép. Màn cuối cùng là thử thách Paxley phải đấu kiếm với những vị khách trong gia đình mình. Không ngoài dự đoán, Paxley không thể đánh lại từng người trong gia đình, không những thế còn bị đánh tơi bời không ngóc đầu lên nổi. Paxley bỏ cuộc trước mặt mọi người, cậu xin lỗi vì đã phụ lòng bố của mình, nhưng Gomez cũng xin lỗi cậu vì đã quá tập trung vào việc bắt cậu làm mọi việc theo truyền thống mà không được làm chính mình. Đúng lúc đó, những người dân bắt đầu tấn công bắn đá vào nhà Adam. Họ bắt nhà Adam phải quy phục và trang trí lại nhà theo phong cách đồng hóa. Dưới sự khích lệ của Mago, họ liên tục bắn đá vào nhà. Gomez hỏi con trai ý nghĩa của nghi lễ Mazurka là gì. Cậu bé trả lời là bảo vệ gia đình mình khỏi những ai muốn hại chúng ta. Gomez giờ đây đã cho phép Paxley sử dụng món tủ của mình, rồi bảo mọi người hãy đi theo Paxley. Mago bắn liên tục những tảng đá về phía nhà Adam, nhưng bắn phát nào Paxley đáp trả phát đấy. Mặc dù Paxley có thể bảo vệ gia đình khỏi các cuộc tấn công, nhưng không thể bảo vệ được ngôi nhà. Ngôi nhà giờ đây bị phá hủy gần như tất cả. Paxley phá cảnh cửa để mọi người chạy ra ngoài thì bỗng một tảng đá rơi xuống chặn lại. Paxley đã không còn viên đạn nổ nào nữa. Giờ đây tất cả mọi người chỉ biết ôm nhau chờ chết. Bất ngờ trước khi mái nhà sập xuống thì Ichabode và bé Tư đã tới cứu tất cả mọi người ra khỏi ngôi nhà đang sắp sụp đổ. Ra phía ngoài, Thinh ném cho Paxley một quả đạn nữa, cậu liền bay tới phá hủy chiếc xe bắn đá, nhưng vẫn không quên cứu kẻ thù của nhà Adam ra. Thấy tất cả gia đình nhà Adam đều quan tâm yêu thương bên cạnh nhau như vậy, người dân bắt đầu cảm thấy mình đã làm một việc sai lầm. Nhưng Mago vẫn không ngừng thao túng tâm lý người dân, bọn chúng chỉ là quái vật đừng mềm yếu như vậy. Tôi sẽ săn lùng các người đến khi ngôi nhà rác rưởi kia biến mất cùng với gia đình Adam luôn. Morty kia tức giận đáp trả lần này sẽ không trốn chạy khỏi những loại người như cô ta. Morty kia dùng con mắt đanh thép của mình để răn đe Mago khiến cô ta rén. Mago gọi con gái về nhưng cô bé quyết định ở lại với gia đình Adam. Ôi đứa con đáng đồng tiền bát gạo. Bé Tư kể hết tất cả các tật xấu của người dân khi ở nhà. Người dân không hiểu tại sao cô bé lại biết. Tại sao ư? Tại nhà mọi người đã bị Mago lắp camera giấu kín rồi chứ sao? Thì ra Mago chỉ lợi dụng tất cả mọi người để cô có thể quay trực tiếp và bán được những ngôi nhà. Cô ta còn không coi trọng những người xem video của cô, chỉ cần bán được nhà là được. Những lời cô ta nói đã bị cô con gái cưng quay trực tiếp lại. Ôi nuôi mày tốn cơm vậy con. Sau đó nhà đài đã gọi tới và hủy mọi hợp đồng với Mago khiến cô ta sắp phải phá sản. Chú Fester nhân cơ hội này flex sự giàu có của mình và trổ tài cô gái sẽ giúp Mago bán được những ngôi nhà đó. Người dân đi tới xin lỗi gia đình nhà Adam và mong muốn có thể giúp họ sửa chữa lại ngôi nhà. Sau đó tất cả mọi người vui vẻ giúp đỡ xây dựng sửa chữa lại ngôi biệt thự. Người dân dưới thị trấn đồng hóa giờ đây đã sống chung với gia đình nhà Adam, họ không còn phải sợ hãi và trốn tránh nhau nữa. Chú Fester và Mago cũng bắt đầu hẹn hò với nhau và đi thăm hàng xóm. Ở biệt thự tất cả mọi người cũng đang mở tiệc chúc mừng Paxley đã có thể vượt qua nghi lễ Mazurka một cách đặc biệt, gia đình lại hòa thuận bên nhau. Sau khi gia đình Adam tái hòa nhập cộng đồng thành công, bé Tư hiện học ở trường trung học cơ sở đồng hóa, thậm chí con bé còn năng nổ tham gia hội chợ khoa học của trường. Còn nhà người ta thì làm đơn giản, còn bà thì làm nguyên cái phòng thí nghiệm. Gia đình Adam kéo nhau đến để xem bé Tư. Trong thí nghiệm của bé Tư nói về sự thông minh của bạch tuộc cùng với khối Rubik, rồi con bé lôi chú Fester của mình ra làm thí nghiệm khiến cả hội trường hú hồn, cháu với chất giết ngồi lên đầu tao đi. Bé Tư tạo ra một loại vaccine rồi cho bác Fester uống, quả nhiên trí thông minh của ổng ngang con bạch tuộc, hay ghê. Khán giả vỗ tay, ai ai cũng hoan hô về đề tài vô cùng thuyết phục, vợ chồng Gomez tự hào về đứa con đáng đồng tiền bát gạo. Hình ảnh nhà tài trợ cuộc thi xuất hiện, ông ta là bác học Kyrus trên, cũng là người sẽ chấm điểm và trao giải trong phần thi xuất sắc. Chẳng đợi ban tổ chức đọc tên, bé Tư đã bước lên, với tự tin mình thứ hai không ai thứ nhất. Kyrus tuyên bố tất cả thí sinh năm nay đều chiến thắng, đây chính là triết lý mới, chỉ cần cố gắng thì bạn đã là một người thắng cuộc. Ôi dòng sông quê. Bé Tư không đồng tình với quan điểm này rằng nếu bất cứ người nào cũng thắng thì làm gì có ai thua, thế này thì còn gì là một cuộc thi đúng nghĩa. Kyrus vỗ về an ủi và đồng cảm với tinh thần của bé Tư. Ông còn nói bé Tư có thể chia sẻ thêm về nghiên cứu của mình tại cơ sở nghiên cứu của ông, nhưng bé Tư không thể chia sẻ được vì đó là những bí mật gia tộc. Kyrus hỏi về gia đình của bé Tư đâu thì được cô giới thiệu, nhìn qua sơ sơ thôi đã thấy cả gia đình đang phá tan cả hội chợ khoa học. Kyrus nhìn thấy thì chỉ biết chia buồn với gia đình. Bé Tư về nhà tâm sự với bạch tuộc Socrates, nói rằng bản thân sẽ như phượng hoàng bay lên từ đống cho tàn. Để cho bớt buồn, bé Tư mang hình nhân của Paxley ra vặn cổ. Mày làm chị tao hơi lâu rồi đấy.
Bác Fester đi lên mà đưa cho Pugsley cuốn sách bí kíp tà lưa và các mẹo tán gái. Ủa alo ai cần má? Đến giờ ăn cơm cả nhà tụ tập, nhưng bé Tư lại xin phép không tham gia bữa ăn tối nay. Gomez lo lắng đây là bữa thứ 3 trong tuần này bé Tư đã không ăn rồi. Để giảm bớt căng thẳng trong cái gia đình này, Gomez quyết định làm một chuyến đi nghỉ mát đến Sầm Sơn. Sáng hôm sau cả nhà mang hành lý lên xe mà tưởng đâu chuyển nhà luôn chứ. Gomez nói rằng không đi cũng phải đi để gắn tình thân thiết, mà bé Tư nghĩ rằng kèo du lịch này khéo còn chẳng ai sống sót trở về luôn. Đúng lúc này một ông già đến giới thiệu mình là Marstella, luật sư cho một vợ chồng ở California. Gần đây có bằng chứng cho thấy vào đêm cô con gái của họ sinh ra đã bị tráo đổi với một đứa trẻ khác ở bệnh viện và tên của đứa bé cũng là bé Tư. Hai vợ chồng Gomez nghe xong cười è. Gomez nghĩ bé Tư đã trả tiền thuê ông chỉ để thoát khỏi cảnh đi chơi này. Luật sư đòi lấy mẫu ADN, nhưng Gomez lại nghĩ ổng đang muốn mình bo thêm, nên gọi Fester ra để bo cho ổng một ngón tay. Ông lão tức giận rời đi không quên sẽ kiện đến cùng. Bé Tư đi ra hỏi có chuyện gì nhưng hai vợ chồng vẫn nghĩ bé Tư đang diễn nên, cũng chỉ nói qua loa không có chuyện gì. Morty kia giao lại ngôi nhà cho bà nội nhưng nhìn khuôn mặt của bà mà tôi thấy có điểm rồi. Trên xe Gomez đang giới thiệu về lộ trình mà cả gia đình sẽ đi. Điểm bắt đầu là Salem và điểm cuối cùng là thung lũng chết trong 3 tuần. Bé Tư với em trai đang tình thương mến thương nghe 3 tuần mà hú hồn lâu vậy cha. Phía bên này lão luật sư Marstella đang đi cùng đồng bọn bám theo gia đình Adam. Hắn phải đưa được bé Tư về California nếu không sẽ bị sếp đuổi việc. Đến tối ông Buck Fester đang tâm sự dùng quy tắc bàn bay trái. Ông là một người ưa sạch hay tắm nên khi thấy tấm biển quảng cáo thác nước Niagara thì bị mê hoặc, dẹp Salem đi chán phèo rồi đánh lái chiếc xe rẽ đi hướng Niagara. Đến nơi Gomez thắc mắc cái quần què gì đây đâu phải Salem. Fester ra sức thuyết phục thằng em chỗ này nhiều khách du lịch và chết nhất thế giới đấy. Gomez nghe cũng được nên không nói gì thêm cơ mà thấy tay ông Buck Fester lạ lắm. Morty kia đến bên cạnh bé Tư xin lỗi rằng đáng ra giờ này, bé Tư nên xem những thứ đang bị hỏa thiêu chứ không phải xem cái thứ này. Gomez tiến đến định ôm đứa con gái mà bị nó chê rồi bẻ ngón tay. Bên này bé Dan Pugsley thấy hai bát gơn đi qua, dưới sự chỉ đạo của ông Buck liền làm một cú đời không cần đẩy tao tự ngã, cứ nghĩ lọt vào mắt xanh hai nàng nhưng lại là một pha đội quần. Hai em còn thấy xến quá má. Chị Tư thấy thế tiến đến chữa thẹn cho thằng em. Bé Tư cầm con búp bê lên làm vài đường cơ bản, ấy thế mà cơ thể Pugsley bắt đầu nhảy hip hop Never Die. Điệu nhảy mê hoặc khiến tất cả mọi người hứng thú tụ tập lại vỗ tay. Chốt hạ màn cuối bà chị vứt luôn thằng em xuống thác nước. Hảo chị gái, lão già Marstella đã đến đây. Hai vợ chồng thấy thế có điểm không lành liền cho bé Tư vào thùng gỗ, rồi cả gia đình cùng đồng quy vô tận theo em trai Pugsley. Bác Fester thấy thế cũng nhảy theo khiến lão Marstella rơi xuống theo. Xuống đến nơi bác Fester cũng lôi được thằng cháu đang bơi chìm lặn nổi lên. Cả gia đình tiếp tục lên xe đến địa điểm tiếp theo. Morty kia cũng tranh thủ gọi về cho bà nội 102 tuổi, nhưng không ai nghe máy nghĩ rằng chắc tầm này bà đã ngủ. Rồi ngủ giữa trưa, tại nhà bà nội đang mở một buổi bay lắc, trẻ không chơi già đồ đốn là đây. Tối đó, cả nhà Adam ngồi bên bếp lửa tại thung lũng. Gomez kể chuyện kinh dị về một chú cún đeo nơ hồng khiến Pugsley hú hồn. Sau đó Gomez kể về tuổi thơ của Pugsley khi cậu mới được sinh ra đã khóc rất nhiều. Đúng lúc này bé Tư đi dạo về, bác Fester thấy thế cũng kể về đêm bé Tư ra đời. Khi hai vợ chồng nghe về việc bé Tư ở cùng đám trẻ thì hơi lấn cấn. Fester đến thăm bé Tư vào ban đêm khiến cả đám trẻ khóc. Để được nhìn kỹ mặt con bé, Fester đã tiến lại gần hơn với cái thân hình to như tịnh. Đám trẻ khóc inh ỏi nên Fester dùng thủ thuật dỗ đám trẻ mà nhà Adam hay dùng. Ngạc nhiên chưa ông già, Fester nhấc từng đứa trẻ lên tung hứng, không trượt đứa nào mà trượt thì hết phim. Tất cả đám trẻ ấy thế mà ngủ hết. Fester đã để bọn trẻ vào lại đúng nôi của chúng. Chắc là vậy. Hai vợ chồng nghe xong thì hoang mang không hề nhẹ. Morty kia lo lắng nếu những lời lão luật sư nói đúng là thật thì họ sẽ không hề bỏ qua, họ sẽ đi theo để đón bằng được con bé về. Gomez hùng hổ nói đến là đón, thích là nhích, tới là chiến. Tạm thời chuyện này cứ phải giấu đã, nhưng họ không biết rằng bé Tư đã ở trên cây nghe thấy hết. Bé Tư trầm tư suy nghĩ rằng có thể mình đã bị nhầm nôi, trong khi thực tế bé Tư đã có thể là một người hoàn toàn khác. Có thể đây sẽ là một chương đầu trong hồi ký mời của bé Tư. Ngày hôm sau cả gia đình lại lên chiếc xe đến Miami. Bé Tư thì vẫn phong cách đi biển, nhưng không quên tạo ra những thứ kinh dị để hành hạ thằng em. Rồi đi biển mà hai ông bà vẫn đóng thùng váy kín với vest là sao? Cún cưng Kitty thì tận dụng bãi cát để đi ẻ luôn. Cả bãi biển đông đúc, đang tắm thì xuất hiện cá mập khiến cả đám chạy tụt quần. Pugsley thấy vậy thì càng tiến gần bờ biển hơn. Thì ra đó là bác Fester đang cố gắng muốn tạo ấn tượng với mọi người. Bất ngờ người cậu ít lông lá từ ngoài biển đi tới. Thì ra Gomez đã mời cả cậu em đến để tham gia kỳ nghỉ này. Cả nhà lại tiếp tục lên đường đến San Antonio. Cậu em ít vô cùng phấn khởi khi được hóng gió ngoài cửa sổ cùng cún cưng Kitty. Phía sau trên một chiếc xe máy, ông luật sư vẫn tiếp tục theo sát bám đuổi. Hai vợ chồng thấy vậy thì quay xe và thay đổi lịch trình chuyến đi. Họ chạy vào một nhà hát và cải trang để trà trộn vào đám đông tại đó. Không những vậy, Gomez còn đăng ký để bé Tư tham gia vào buổi biểu diễn. Trên sân khấu, bé Tư nhìn bố mẹ nó bằng ánh mắt chết chóc. Hai vợ chồng thấy vậy liền biết sắp tới công chuyện với con nhỏ.
bé Tư bị đám trẻ quay như trong chóng trên sân khấu, tức giận nó ném dao cắt đứt dây đổ sơn đỏ vào mấy cô bé khác, cả nơi đây trở nên hỗn loạn. Ông luật sư đã nhận ra bé Tư trên sân khấu, đang định tiến đến chỗ cô bé, thì Gomez đã hô lên rằng ông ta là nhà tìm kiếm tài năng, hàng đầu thế giới. Thế là mấy ông bố bà mẹ lao đến ông ta như trông thấy idol. Lô và tên cận vệ của luật sư nhìn thấy nhau thì cảm thấy tiếng sét ái tình đây rồi. Nhân cơ hội đó gia đình chóng lên xe chạy biến đi. Trên xe bé Tư tra khảo bố mẹ nó cái ông áo vàng đó là ai, Gomez vẫn ngoan cố không tiết lộ cho nó sự thật, nói rằng đó chỉ là người tư vấn bán bảo hiểm. Con bé mặt kiểu ok fine được thôi. Cả nhà phải dừng lại để đổ xăng, nhưng cái gia đình này đổ xăng cũng phải dị không giống người mới chịu. Họ tạm dừng ở một thị trấn nhỏ. Ông bác Fester đang bước đi thì cảm thấy không ổn dưới quần. Hai vợ chồng lo lắng có phải Fester đang đến tuổi dậy thì hay không. Fester vào trong nhà vệ sinh thì cơ thể bắt đầu khó kiểm soát hơn, bàn tay bắt đầu không nghe lời liên tục đánh ông, chiếc tay còn lại cũng vì thế thay đổi nốt thành xúc tu. Một chiếc phi cơ đến đón ít đi vì có công việc mật cần xử lý. Ôi cậu, nhà người ta đây rồi. Morty kia tiến đến chỗ bé Tư tặng con bé một chiếc quan tài nhỏ mà nó tưởng dùng để nhét thằng em Paxley vào. Mở ra mới thấy một chiếc vòng cổ, đây là chiếc vòng mà bà ngoại đã tặng cho Morty kia vào ngày cưới. Nó đã được truyền từ đời này qua đời khác cho phụ nữ nhà Adam và giờ mẹ trao lại cho cô bé. Bé Tư thắc mắc có chắc nó dành cho mình hay không, nhưng dù gì cũng cảm ơn mẹ về món quà. Sau đó là một màn pháo hoa chúc mừng hoành tráng đến từ cậu em Paxley. Sau đó cả nhà lại bắt đầu lên đường. Bé Tư ra ngồi một mình nằm nghiêng món đồ mẹ nó vừa cho. Ông luật sư lén lút liền mắc bẫy của bé Tư khiến ổng bị treo lơ lửng sát mép vực. Bé Tư hỏi con vượn to đùng hay đi cùng ông đâu rồi, thì ra hắn đã bỏ lại ông từ khi ở nhà hát Alamo. Đúng lúc này điện thoại của lão reo lên, đầu dây bên kia là tiến sĩ Kirst. Thì ra ông chính là gia đình đã bị thất lạc đứa trẻ ở bệnh viện, và ông chưa từng từ bỏ nỗ lực tìm kiếm con bé. Cho đến ngày ông gặp được cô bé ở hội chợ khoa học, từ hình dáng và trí thông minh khoa học của mình ông chắc kèo bé Tư chính là con gái đã mất tích của ông. Bé Tư đã sinh ở tại bệnh viện đó cùng ngày với con gái ông mất tích, như định mệnh sắp đặt tên của cả hai cũng là bé Tư. Ông muốn bé Tư đến California nhưng đừng vội, cô còn phải xác minh lại đã. Nhân tiện tiến sĩ hỏi Mastella đâu rồi, bé Tư thả rồi mà thả từ trên xuống dưới. Tối đó trong lúc Gomez đang ngủ, bé Tư quyết định lén lút vặt lông bố nó, chẳng hiểu thể loại lông với tóc kiểu gì mà giật mãi không ra, cuối cùng cũng đã lấy được một sợi tóc. Bằng biện pháp nghiệp vụ có sẵn từ vật lý, hóa học, sinh học, quần què học, bé Tư đã nhận ra sự thật rằng mình không phải là người nhà Adam. Sáng hôm sau Morty kia tìm không thấy con gái đâu, thằng em trai thì đã bị chị gái trói lại. Bé Tư có để lại một tâm thư nói cô bé đã biết sự thật, rằng mình không phải con gái nhà Adam, mọi người đừng tìm con nữa và con sẽ tự đi tìm sự thật. Ôi đứa con hiếu thảo của nhà Adam đây rồi, nuôi nó từ bé đến giờ nó thích là bỏ đi liền. Biết tin bà chị không phải nhà Adam thì thằng em Paxley mừng lắm. Bé Tư một mình đi trong rừng thì phát hiện ra ông Lô đi theo nó. Lô thực chất cũng không có dòng máu trong nhà Adam nên điều đó cũng dễ hiểu thôi. Vậy là cả hai quyết định đi cùng nhau đến Sausalito, California. Phía bên này cả gia đình nhà Adam cũng quyết định cùng nhau đi tìm bằng chứng để tìm và đón bé Tư trở về. Cả hai đi trên thung lũng chết không định hướng, rõ ràng con bé không biết đường đến Sausalito. Cả hai bước vào một quán rượu trên đường, đám người hung tợn ở đó hăm dọa con bé. Thay vì sợ hãi, thì bé Tư lạnh lùng ra lệnh cho ông quản gia cho chúng được gặp đôi tay lạnh giá. Tưởng đâu đám xăm trổ bị tẩm quất một trận, ai ngờ quản gia dùng đôi tay làm một đường cơ bản bài không phải dạng vừa đâu. Nhìn trông hung dữ vậy thôi chứ giọng ca thì khỏi phải nói, nhờ tiếng đàn cảm hóa mọi người cùng nhau ca múa hát vui vẻ. Bé Tư biết được họ đang đến Sausalito để tham dự giải bát hương vàng nên cũng xin đi ké vì cô cũng cần đến đó. Hai người đến trước một ngôi biệt thự, tiến sĩ Kirst mở cửa ra đón chào cô bé. Ông ta giới thiệu cho cô bé vợ của ông Ingrid một con chim hạc, tao thấy ghê ghê rồi nha. Con gái Ophelia giống con heo, nhìn trông còn đần hơn cả thằng em trai Paxley nữa. Ông ta dẫn bé Tư đến phòng thí nghiệm, hai người lấy một sợi tóc đặt lên máy xét nghiệm, thì đúng thật kết quả ông ta là cha cô bé. Đúng lúc này gia đình nhà Adam tới nơi, ngoài mặt tiến sĩ Kirst vui vẻ đón tiếp, sau lưng thì sầm mặt vì bị phá đám. Khi gặp lại bé Tư ăn mặc giống hệt ông tiến sĩ. Giờ đây con bé không gọi Morty kia là mẹ nữa mà lại xưng hô là quý bà. Tôi đã biết mình không phải con của nhà Adam, nhưng con bé vẫn rất buồn khi phải chia tay họ. Bên này Ophelia đang tắm bùn, Paxley nhìn thấy Ophelia thì trái tim băng giá bỗng chốc thổn thức. Tiến sĩ Kirst nói quản gia Lô đưa vợ chồng Adam đến phòng cho khách. Hai vợ chồng vẫn thấy có gì đó sai sai, nhưng khi nhìn thấy hành lang dài chứa đầy ảnh bé Tư chơi đùa cùng tiến sĩ, thì buồn bã. Hai vợ chồng ôm lấy nhau buồn bã vì nghĩ tới việc họ mất con gái thật rồi. Lúc này Paxley vui vẻ chơi cũng con gái của tiến sĩ Kirst, sau một hồi gục đầu, vào đồ ăn cô bé hiện nguyên hình là một con lợn khiến thằng bé ném xỉu. Bên này Morty kia vẫn đang chắc nịch rằng lão Kirst đang nói dối, Gomez cho rằng là vậy nhưng quan trọng họ không có bằng chứng nào để chống lại. Lúc này Paxley chạy tới và cho hai người thấy vợ và con gái lão Kirst không phải là người. Kirst xuất hiện nói chúng chỉ là những con vật được cấy thêm gen của con người mà thôi.
Gomez lại hồn ông không thể thỏ mặt ra nhờ vả bé Tư hay sao, mà phải chiếm con bé bằng được. Thì ra ông ta làm giả kết quả anh bằng cách lấy từ ngón tay mà Gomez đã bo cho lão luật sư. Gomez cầm thanh kiếm lao tới nhưng đã bị tiến sĩ Kirat gây mê bằng khí, cả gia đình dần dần lịm đi. Bên này bé Tư đã làm xong công thức biến đổi gen, Kirat thấy vậy thì rất vui mừng và cần phải tiến hành thí nghiệm ngay. Bé Tư bất ngờ khi thấy lão đem gia đình Adam ra làm thí nghiệm. Paxley sử dụng quả bom để phá lồng kính nhưng nó quá kiên cố. Hắn đưa cho bé Tư chiếc bảng điều khiển nhưng cô bé từ chối không làm. Mặc dù có thể cô bé không phải con đẻ nhưng cô vẫn thuộc gia đình Adam. Hắn nói rất thất vọng về cô và hắn sẽ tự làm điều đó. Bé Tư đe dọa lão hãy mau chóng thả họ ra, nếu không thì sẽ nếm mùi đôi bàn tay lạnh lẽo của Lô. Hắn cười phá lên rồi thả tên đô con Pongo ra. Thế nhưng thay vì một trận chiến sinh tử thì hai người lại ôm chầm lấy nhau. Hóa ra bọn họ đã từng ở cùng một phòng giam, trong trại tâm thần, và chính Pongo đã là người cảnh cáo cho Lô biết bé Tư đang gặp nguy hiểm. Hai người phối hợp tung hứng tên tiến sĩ và vo hắn thành quả bóng rồi đá về phía lồng kính. Gia đình nhà Adam bình an thoát ra ngoài. Tên tiến sĩ bị dính hóa chất biến thành con quái vật khổng lồ. Hắn đang định giết tất cả gia đình Adam liền bị bác Fester tóm cổ. Bác Fester giờ đây cũng đã bị biến đổi thành bạch tuộc khổng lồ. Hai quái vật khổng lồ lao vào nhau cân tài cân sức. Khi Paxley sắp bị quái vật ngã đè, thì con heo Ophelia lao tới hất cậu ra rồi bay vào đống hóa chất. Hai con quái vật tiếp tục đánh nhau rồi ngã văng khỏi phòng thí nghiệm lao thẳng xuống biển. Fester may mắn gắng gượng trèo lên và gục xuống hấp hối. Bé Tư phát hiện trong chiếc vòng cổ chứa dòng máu của nhà Adam. Cô sử dụng nó và bắt đầu làm thí nghiệm rồi tạo ra được một loại huyết thanh. Fester sau khi được tiêm huyết thanh dần trở về hình dáng con người, nhưng vẫn không động tĩnh gì. Khi chuẩn bị một phút mặc niệm thì một tiếng thở mạnh vang lên, bác Fester đã sống lại. Bé Tư cũng nhắc nhẹ Paxley là Ophelia cũng trở lại hình dạng cũ rồi, cả hai chạy tới ôm chầm lấy nhau. Bé Tư xin sự tha thứ từ bố mẹ vì đã từng không muốn là người nhà Adam, giờ đây cô bé mới nhận ra dị biệt chính là thứ khiến cô bé và nhà Adam trở nên đặc biệt. Morty kia nói rằng cô bé luôn là con gái bé nhỏ đáng yêu của gia đình. Bé Tư còn trao cho bố Gomez một cái ôm thắm thiết lần đầu tiên từ trước tới giờ. Họ quay trở về lâu đài thì sốc ngang khi bà nội đang biến nơi này thành quán bar. Tất cả mọi người đều tụ tập ở đây, cậu em ít cũng đã đến và làm một bài giáp khiến hội trường náo nhiệt. Bé Tư vẫn đang thắc mắc tại sao khi lấy tóc của Gomez lại ra kết quả không cùng gen với mình. Hóa ra là do Gomez ngày xưa đã từng bị tai nạn nên hói tóc, và tóc của ông đang là tóc giả của người khác. Nhưng cho dù thế nào Gomez vẫn chắc chắn rằng bé Tư là con của họ, và mãi là như vậy. Bộ phim đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.